Xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV 55.3. Chương trình Tìm hiểu pháp luật do luật sư Anh Thư phụ trách lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong tuần này. Xin kính chào luật sư Anh Thư. Xin kính chào quý khán thính giả. Lúc nào cái chương trình của Thư thì rất là impromptu, có nghĩa là không có sự chuẩn bị trước. Thư cũng đưa ra những cái đề tài mà đem cái sự ngạc nhiên và sự thích thú để mình có thể bàn tán một cách hào hứng sôi nổi. Thì hôm nay thưa quý vị là Thư có Yến Nhi là và Khoa Phạm là hai người khách mời của chương trình hôm nay, và đồng thời là phải nói thêm một lần nữa là Khoa là một người nghệ sĩ tha khóa hát rất là hay, và đồng thời Khoa cũng là nha sĩ nữa. Và cái kiến thức của Khoa nó không chỉ giới hạn trong cái vấn đề y tế không, mà qua nhiều lần được trò chuyện với Khoa thì Thư cảm thấy là mặc dù là một người luật sư nhưng mà Thư cũng học hỏi ở Khoa rất là nhiều điều. Thì những cái thắc mắc của Khoa nó đúng ngay những cái phần mà có thể là những khán giả của Thư cũng có những cái thắc mắc. Thật ra là Thư rất là hân hạnh được sự đóng góp của Khoa Phạm cũng như là của Yến Nhi trong chương trình hôm nay, phải không Đức Phạm? Vâng, đúng rồi vậy. Nhưng mà anh Đức Phạm này, thế Đức Phạm và Yến Nhi cũng như là nha sĩ Khoa thì có đoán được hôm nay mình làm chương trình gì không? Em thì thường là không bao giờ đoán được cái bất ngờ của luật sư Anh Thư đó, hả? Hôm trước khi đoán là cái đề tài ngắn này của luật sư Anh Thư là gì thì tôi kể một câu chuyện vì vẫn còn ngày xuân nhé. Là trong một cái sòng bài đó ở Việt Nam thì sau đó là công an chạy tới bắt, thu hết tiền bạc rồi tang vật các cái, bắt xong rồi đi về, chúng mày đánh bài vậy. Thế thì sau đó thì xử mỗi anh là 3 tháng. Thì có một thằng nó mới nói, thưa anh là em đâu có đánh bài, em chỉ đứng coi thôi. Thế anh này nói mày đứng coi thì 6 tháng. Đánh bài thì 3 tháng. Còn nếu mà không đánh bài thì 6 tháng. Tại vì anh công an anh nói là mày cũng thông đồng với chúng nó. Và nhưng mà mình trong cái đó thí dụ những người đánh bài thì ít ra nhiều khi anh biết ở Việt Nam hay có cái vụ hối lộ ăn chia rồi, với cảnh công an, thì những người mà đánh bài trực tiếp là công an ít ra được ăn chia phần nào rồi. Khoa tham khảo với cô Anh Thư rất nhiều về luật pháp. Tại vì khi mình đã làm một cái business hay mình sống trong cuộc sống thôi là nó đã đụng chạm đến luật pháp rồi. Mà cái này là Khoa nói có sự thật, là Khoa đã từng tham khảo với cô Anh Thư rất nhiều về những chi tiết, thí dụ như cô nếu người ta nói như vậy thì Khoa nên làm sao. Cho nên dù ở một cái cương vị của nha sĩ hay một người nghệ sĩ, nhiều khi cũng thí dụ như người ta giật tiền mình nhờn sao, chẳng hạn người ta ký mình 5.000 mình đưa rồi mà người ta không hát hay sao, thí dụ như vậy. Cảm ơn Khoa. Phải nói là sự thật thì Thư có điều kiện để được gần gũi với gia đình của Đức Phạm. Cái sự chia sẻ kiến thức với nhau là một điều cũng là quý giá. Và hôm qua hôm nay Thư quyết định nói về cái đề tài luật pháp liên quan về cái tội thông đồng. Nếu mà dịch tiếng Anh là conspiracy, criminal conspiracy, thì cái tội thông đồng đó thường ở trong cái quan niệm nhiều khi cái luật pháp ở Việt Nam hoặc ở đây nhiều khi nó khác nhau và nó không được rõ ràng. Thì cái tội thông đồng ở conspiracy, thưa quý vị, là một cái tội mà khi quý vị phạm tội mà cùng nhau thông đồng làm một cái hành động nào đó thì quý vị sẽ bị trạc thêm cái tội thông đồng đó nữa. Và cái tội thông đồng đó, cái hình thức nó sẽ tăng cái hình mình cái án tù cũng như là tăng cái tiền phạt lên đó. Thì nếu mà khi mà nghe về cái việc mà conspiracy or criminal conspiracy thì Khoa hoặc là Yến Nhi hoặc là Đức Phạm thì cái điều đầu tiên nghĩ tới là cái gì, hoặc là có một cái khái niệm, một cái quan niệm nào về cái tội đó hay không? Trở lại cái ví dụ của chú Đức lúc ban đầu đó thì cái người mà đứng xem thôi mà không làm gì mà còn bị nhiều tội nhiều hơn đó. Tội nhiều hơn mà tự vì cái đó là ở Việt Nam, mà tự vì cái tội là cái tội không hối lộ. Không, cái câu hỏi ở đây là ai tội nhiều hơn? Bây giờ như thế này, nếu mà Đức Phạm, thí dụ như vậy, Đức Phạm và Nhi và Khoa cùng đi đến một cái thỏa thuận, nói là ok, Tết này người ta không chú ý, thế là chúng mình cùng đi lại móc túi ăn cắp đồ thì... để về tiêu Tết chứ. Thế rồi vậy đúng không? Đi ra chợ hoa Hồng Kông, thí dụ như vậy đúng không? Là móc cùng nhau thay phiên đánh lạc hướng và ăn cắp. Thì ngoài cái tội ăn cắp, cái tội chính là cái tội ăn cắp, thì những người mà có một thỏa thuận như vậy, luật pháp có cho phép cái người công tố viên, cái người prosecutor đó cộng thêm một cái tội nữa là cái tội thông đồng. Thành ra không có nghĩa là Khoa bị trạc mà Đức Phạm cũng có thể bị trạc cái tội đó, và Nhi cũng có thể bị trạc cái tội đó. Tức là ngoài, tức là hai tội, tội ăn cắp và tội thông đồng. Đúng.
Đúng. Thì cái mình đang nói về cái thông đồng, tức là cái conspiracy. Đúng cái rồi. Tội thông đồng. Đúng. Cái tội ăn cắp thì ai cũng biết ăn cắp là điều tối, là điều xấu rồi. Nhất là những người làm trong văn phòng như Khoa, mà thí dụ bây giờ cái máy đó mà Khoa mua 5.000 đi, mà bây giờ có một anh chàng nào tới cái nói là cái này bây giờ tôi bán cho anh 500 thôi, thì dĩ nhiên mình cũng không biết nó xấu hay là nó tốt, mình cũng không biết cái nguồn gốc nó đến từ đâu. Thì mình mua thử, mình mua thử, nhưng mà sau đó mình thấy cái quality nó quá tốt đi. Thì một người nha sĩ khi gặp trường hợp như vậy nên làm cách nào để khỏi bị tội thông đồng? Thông đồng. Mà như thế này, thêm một cái mà tôi muốn nói rõ ra nữa là như thế này. Mà nhiều khi mình cũng không biết nguồn gốc nó ở đâu. Đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ một có hai cái là mình có thể vừa bị trạc cái tội ăn cắp, vừa trạc cái tội thông đồng, phải không? Nhưng mà ngay cả khi mình không có dính trực tiếp vào cái tội ăn cắp, mình vẫn có thể bị trạc cái tội thông đồng. Chẳng hạn, thí dụ bây giờ mình nói thí dụ thôi nha, chứ mọi người đây không ăn cắp gì hết, phải không? Nhưng mà chẳng hạn thí dụ bây giờ Nhi với Đức Phạm đi vào lấy một cái món đồ nào đó ở trong tiệm. Sau khi lấy xong rồi thì lại bán cho Khoa, như cái thí dụ của Khoa hồi nãy đó, lại văn phòng Khoa nói bây giờ tôi lấy, không phải nói lấy nhưng mà nói, tôi có cái món, tôi có cái món đồ này thường là giá trị nó tới 5.000 nhưng mà tôi bán anh rẻ 500 thôi, phải không? Thì không, nhưng mà người đó nói rõ cho mình biết luôn hả? Không, nếu mà họ chỉ nói là mình có cái món đồ này thôi, chứ họ không nói là mình ăn cắp hay là lấy gì cả. Đó, thì Khoa thấy ngon quá thì Khoa mua. Thì một á, những cái gì trong đời mình, cái gì mà nó quá, nó gọi too good to be true thì thường là nó có một cái vấn đề nào đó. Một là cái loại máy đó giá trị thường 5.000 mà mình trả có 500 thì có thể là máy dởm. Còn nếu không máy dởm thì là chắc nó lấy ở đâu ra. Mà bây giờ thí dụ sau khi mà Khoa mua cái món đồ đó rồi, sau đó Khoa nói biết tụi này, hai đứa này chuyên ngồm đi ăn cắp đồ đâu đây đây, nhưng mà mình không cần biết là nó lấy đâu, đúng không? Bây giờ mình liên lạc với nó, mình nói bây giờ tôi cần thêm vài cái máy như thế này. Nhưng mà lúc này là mình đã biết, mình nghi ngờ thôi, mình nghi ngờ chứ mình chưa biết. Đại khái là mình trong đầu mình nghĩ là đồ này có, đồ này phải là đồ questionable, tức là một đồ không được trong sạch cho lắm. Đúng rồi đó. Cho không được trên giấy tờ đàng hoàng. Đúng rồi. Và mình vẫn tiếp tục nhưng mình vẫn tiếp tục mua tại vì nó có lợi cho mình. Đúng rồi, có lợi cho mình. Thì Khoa cũng có thể bị trạc cái tội thông đồng, cái tội conspiracy. Từ vì mặc dù Khoa không có trực tiếp đưa ra, thảo ra một cái kế hoạch theo một cái thỏa thuận gì hết, nhưng mà họ ngầm hiểu ý nhau. Mà ngầm hiểu ý nhau để làm một cái chuyện sai trái thì là cũng có thể buộc vào cái tội thông đồng đó. Không, có thể là như Khoa không có trực tiếp ăn cắp thì Khoa không có bị trạc cái tội ăn cắp, nhưng mà Khoa có thể bị trạc cái tội thông đồng. Nhưng mà và cái tội thông đồng chính ra đó, cái tội thông đồng á, có Đức Phạm và Nhi là vừa thí dụ vừa lấy đồ vừa bán lại cho Khoa gì, thì Đức Phạm Nhi có thể là vừa bị trạc cái tội ăn cắp, vừa bị trạc cái tội thông đồng, cái tội không? Còn Khoa thì có thể là Khoa bị trạc cái tội thông đồng thôi. Tại vì Khoa không trực tiếp dính vào cái việc ăn cắp đó, nhưng mà Khoa cũng hiểu ngầm với nhau, hai bên đều hiểu ngầm với nhau. Chúng mày lấy thế thì tao mua, phải không? Đó, như vậy thì cái đó là cũng là một cái hình thức vi phạm luật pháp. Và cái tội thông đồng, thưa quý vị, là nó thường á, là cái án phạt của nó hoặc là án tù của nó thường là nó giảm một cái level. Có nghĩa là thí dụ bây giờ trong cái trường hợp mà cái tội chính á, cái thí dụ cái tội ăn cắp, thí dụ tội chính có thể là cái tội felony mà của chỉ bị kết án tù ở cái state jail thôi á, thì cái tội kế đó là cái misdemeanor. Mà cái misdemeanor cái level thấp hơn cái level kế của cái tội felony đó, thì cái tội thông đồng đó sẽ là Khoa bị trạc. Tại vì nó cái lúc nào cái tội thông đồng nó cũng giảm một án, nó giảm nhẹ hơn, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là mình bị trạc cái tội thông đồng mà mình không trạc tội kia. Chẳng hạn như Đức Phạm với Nhi có thể bị trạc cùng hai tội một lúc, vừa ăn cắp vừa cái tội thông đồng. Tại vì nó một hình thức để tránh người ta vi phạm những cái tội ác hoặc là cùng nhau làm một cái việc gì đó. Tại vì khi quý vị là một mình làm thì cái khả năng mình nhiều khi nó giới hạn, nhưng mà cùng một cái tập thể làm thì cái khả năng phạm tội nhiều khi nó serious hơn và nó nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ trước khi mình tới một cái phần câu hỏi kế nữa thì có thể là chúng ta đi vào cái phần thông tin thương mại, rồi sau đó là có thể Khoa và Yến Nhi và Đức Phạm sẽ hỏi thêm những câu hỏi về cái tội này, đúng không anh?